Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Mới đây, nam ca sĩ Lâm Chấn Khang đã lên tiếng tố một đoàn biểu diễn hủy show của anh vì lý do trời mưa không thể diễn được, sau đó lại nói với khán giả rằng anh bị tai nạn không đến, khiến anh vô cùng bức xúc. Cụ thể thông tin như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Lâm Chấn Khang đã viết rằng 5 giờ chiều, ban tổ chức của live show mà anh sắp biểu diễn tại Bình Dương điện thoại hủy show vì lý do trời mưa bão không thể biểu diễn được, để nam ca sĩ khỏi phải đến nơi biểu diễn. Thế nhưng khi hội fan của nam ca sĩ hỏi rằng hôm nay Lâm Chấn Khang có diễn không, thì một người ngồi trong sân khấu tên Linh lại trả lời rằng Lâm Chấn Khang bị tai nạn nên hủy show rồi. Status này còn kèm theo clip Lâm Chấn Khang phải điện thoại từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân khấu tại Bến Cát, Bình Dương để xin lỗi và giải thích với khán giả rằng không phải mình cố ý bỏ show, vì cho dù trời mưa và chỉ có một vài khán giả đến xem thì anh cũng sẽ biểu diễn, chứ không có chuyện hủy show mà không có lý do. Còn việc đoàn sân khấu nói với anh rằng trời mưa không diễn, sau đó lại nói anh bị tai nạn là chuyện không thể nào chấp nhận được. Cũng qua đó, nam ca sĩ hy vọng trưởng đoàn biểu diễn và người tung tin nói rằng anh bị tai nạn có thể liên lạc và giải thích rõ về vụ việc này với anh. Hiện tại đây cũng chỉ là thông tin từ một phía nên vẫn chưa có gì có thể khẳng định được. Những thông tin mới nhất về vụ việc này sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ VinNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!